Bây giờ các bạn thấy tình trạng kẹt xe rất là cao điểm. Bây giờ là 5 giờ chiều đó. Mình với ông xã đi xuống San Francisco. Thì cái đường đi này vô Golden Gate và Bay Bridge. Thì cái này là hai cái cầu nổi tiếng nhất ở Mỹ, ở California. Thì rất là đẹp. Khi nào có cơ hội mình sẽ đi và quay cho các bạn coi. Thì cái hướng bên này nó kẹt nguyên một đường dài xuống dưới kia luôn, còn cái hướng đi ngược lại thì nó không có kẹt, các bạn thấy không, rất là bình thản. Bây giờ thì đường phố nó hết kẹt xe rồi nè, bên này chạy thanh thản mà cái bên hướng kia ngược lại thì kẹt nguyên một đường dài luôn. Bây giờ mình vô thành phố San Francisco rồi. Thành phố này rất là lớn và nổi tiếng ở Mỹ. Nhiều building cao lắm, san sát với nhau luôn. Thì ở đây cũng có nhiều người họ chạy motorcycle để cho tiện việc đi lại, không có phải kẹt giống như xe hơi. Rồi bây giờ thì nó vẫn còn kẹt. Một chút thì trong thành phố thì lúc nào nó cũng kẹt giống vậy hết á. Thì các bạn thấy nhà nó rất là cũ kỹ, san sát với nhau, nhưng đó là cái điểm nhấn của thành phố này. Cái này ra khỏi thành phố San Francisco rồi, mình đi vô một tiệm Walgreens để mua một chút đồ. Thì tiệm này bán thuốc, mỹ phẩm, tất cả những cái đồ cần thiết cho gia đình. Thì vô thì đậu xe parking giống như vậy rồi vô tiệm thôi. Ok, hy vọng các bạn thích video của mình. Mình hẹn gặp các bạn video kế tiếp nhé. Bye!